Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã đến với chương trình Nhanh Như Chớp phiên bản 21 ngày của em. Và chúng tôi, bốn chúng tôi là MC của chương trình. Kim, Kim người chơi, Kim thí sinh, Kim nhà tài trợ và khán giả. Khán giả thì ở đây. Cảm ơn mọi người. Và tôi xin giới thiệu những thành phần tham dự trong chương trình hôm nay. Diễn viên trẻ Tuấn Trần. Vỗ tay đúng đúng rồi đó. Rồi. Diễn viên rất là trẻ Salim. Diễn viên cũng hơi trẻ trẻ Đeo La Mai. Diễn viên không trẻ. Rồi, và bây giờ chúng tôi sẽ đến với chương trình Nhanh Như Chớp và Nhanh Như Chớp phiên bản 21 ngày yêu em. Chúng tôi sẽ bên đây đặt câu hỏi cho bên kia đặt câu hỏi cho bên đây. Ai thắng thì sẽ được cái gì tính sao? Giờ cũng chưa biết được ha. Rồi, giờ ai đặt trước? Tôi xì đi. 1, 2, 3. Gì hai cái kéo như vậy? Mọi người thôi. Tôi xì. Hai chị ra sao chị cũng thua đó. Lăng Giang không bao giờ thắng. Rồi, vậy thì chúng tôi là người thắng thì chúng tôi sẽ là người đặt câu hỏi trước. Rồi, tôi sẽ đặt câu hỏi. Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn những câu hỏi rất là khó để cho những người chơi của chúng tôi. Câu hỏi đầu tiên: nếu nhiều người cùng nhau kéo ra ngoài Phú Quốc chơi thì gọi là gì? Đi du lịch. Ba lần nha. Khoan, từ nói gì nói gì. Nếu nhiều người cùng nhau kéo ra ngoài Phú Quốc chơi thì gọi là gì? Suy nghĩ, suy nghĩ. Nếu nhiều người cùng đi ra Phú Quốc chơi. Thời gian có hạn nha, 30 giây. Không, thời gian không có hạn. Chương trình chúng ta không có phát sóng trên đài truyền hình. Chỉ phát trên YouTube thôi, mà YouTube thì càng dài càng có nhiều tiền mọi người nha. Lâu quá thì không ai coi ha. Người ta nhiều người ta nói Phú Quốc, nhưng mà cũng phải trả lời hai từ. Nhưng mà trả lời đúng rồi đúng không? Nhiều người kéo ra Phú Quốc là đi du lịch đúng không? Nếu mà du lịch quá đơn giản ai trả lời được. Sai, nói sai. Chương trình nói sai. Hai câu đi nha, hai câu trả lời đi nha. Lẹ đi. Mỗi người trả lời một lần đó, anh này trả lời sai rồi tới chị đó. Lẹ đi, để đội này con trả lời. Lẹ đi, để lát quên nè. Bây giờ chứ nói bây giờ ví dụ bốn người mình đúng không? Cùng nhau ra Phú Quốc. Anh ơi, thì cái đó mà thật là cái gì? Anh trả lời đi, anh đừng có. Tất cả những câu đố của chúng tôi là câu đố mẹ luôn. Câu đố mẹ không? Nhiều người cùng đi ra Phú Quốc. Ừ. Thì cái đó người ta gọi là gì? Sẽ là gì? Em phải tự trả lời đi. Tự nhiên hỏi ngược lắm anh. Em phải trả lời gì vậy? Trả lời, đáng chúa trả lời. Rồi thua phải không? Chưa nghĩ được là trả lời lại đi. Sắp 5 giờ sáng rồi đó chị. Xe đạp. Đã. Xe đạp. Đúng rồi. Hai bé. Thôi đi. Hai đáp án đi du lịch và ra đảo đều sai. Câu trả lời của chúng tôi: nếu nhiều người đi ra ngoài Phú Quốc du lịch người ta gọi là đông đảo. Chứ gì nữa, nhiều người đã gì, nhiều người là đông ra Phú Quốc. Phú Quốc là đảo, Phú Quốc gọi là đông đảo. Hợp lý mọi người, hợp lý. Cho một like. Okay. Bớt ví dụ lại, chương trình cho ví dụ này. Đếm đi. Em giờ nè. Ok, em xin lỗi. Con cua, con tôm, con nhện, con nào nhiều thân nhất? Để đi, đếm coi, đếm coi. Con tôm. Tôm. Thắng đúng không? Thấy chưa, thấy chưa. Em đọc đi em. Trời ơi, tới đọc mà bà cũng đọc không được, bà đeo La Mai. Tại vì mắc cười. Tuấn Trần muốn đi dã ngoại với lớp nhưng bị bà ngoại đóng cửa nhốt ở nhà gọi là gì? Đông não. Suy nghĩ. Suy nghĩ. Cái này có đố mẹo không? Có mẹo lắm. Có mẹo lắm. Có mẹo á. Tuấn Trần muốn đi dã ngoại mà bị nhốt trong nhà gọi là gì? Bà ngoại nhốt trong nhà. Sai. Là hổn. Sai. Tại vì Tuấn Trần giả ngoại. Là giả bà ngoại của ngoại. Trời ơi. Nếu mà cái này chương trình của chúng ta mà có chạy chữ được. Bây giờ tôi hỏi là giả là cái đúng hợp lý không? Sai. Đúng. Tại vì nếu mà chương trình chúng ta có chạy chữ giống như trên TV á, thì tôi sẽ ghi chữ giả là giả đi, giả đàng hoàng. Giờ ai ra ngã giả. Chứ không phải là giả. Sai hết rồi phải không? Chưa. Chưa đó là cái đó là tôi phỏng đoán. Tôi nói cho vui mà. Trả lời được mà ngay. Bây giờ tôi trả lời chính xác là gì nè? Salim. Tuấn Trần muốn đi dã ngoại nhưng mà bị ông ngoài nhốt. Thì gọi là cái gì? Nó mẹo lắm. 5 4 3 2 1 hết giờ. Tuấn Trần muốn đi dã ngoại nhưng tắt đèn. Bà ngoại mở đèn bà ngoại. Ok bà ngoại. Nhưng bị bà ngoại đóng cửa lại gọi là gì? Gọi là ngoại khóa. Thì là bà ngoại có khóa là kêu là ngoại khóa đúng không? Đúng. Rồi tới bên kia đó đi 2-0 nữa nha. Được luôn á. Có một cái tuần thuận. Có một cái
còn hình phạt, lát còn chờ mọi người. Ai thua sẽ bị phạt đó mọi người. Dĩ nhiên. Theo hai em, đà điểu và cá thịt, con nào bay nhanh hơn? Không con nào bay hết. Tôi có nghi ngờ là cái này là mọi người ơi, bây giờ người chơi bây giờ đã đảo chương trình, nói chương trình tiết lộ thông tin. Thật sự là tôi chưa biết luôn mà mọi người suy nghĩ con đà điểu đã không biết bay rồi, con cánh cụt làm sao nó bay. Hỏi một câu quá đơn giản gì, hỏi ông nội tôi cũng trả lời được, ông nội tôi cũng trả lời được, hỏi tôi cũng trả lời được. Rồi tiếp nè, ba không ngon lành. Rồi câu số 3, con lợn và con heo khác nhau ở điểm nào mà không phải là cách gọi tên lên 15 cây nè? 15 bánh. Bánh hả gì? Bánh, có bánh heo hả? Bánh và lợn, bánh heo. Không có bánh heo. Bánh con heo đó, có bánh gan heo chứ không có bánh. Đó thì đó bánh gan heo đang tính nói đó. Thì đúng không? Ủa thì đúng không? Người ta nói nguyên con heo. Ủa nhưng mà tôi nói đúng không? Sao? Bây giờ con lợn với con heo là khác nhau chỗ nào đúng không? Mà không phải tên gọi. Chỗ nào? Miền. Vùng miền. Chính xác. Thôi vỗ tay tiếp lệ. Rồi nè, để được một câu rồi, quá bất ngờ. Bất ngờ lắm, mọi người đã trả lời được rồi mọi người. Ok, tới bên đó đi. Em nói tiếp nè. Khó nè, có nè. Nút mà nó không nằm trên áo, cũng nằm không nằm trên quần, vậy cái nút nó sẽ nằm ở đâu? Nút gì? Nút không nằm trên áo, không nằm trên quần. Thì nó nằm ở đâu? Nằm trên cái đầu bấm tivi. Sai. Sao sao? Sai rồi. Bây giờ em nói trên YouTube cũng được. Nút bạc. Bây giờ tôi nói, ủa khoan từ, nhưng mà bên đây là phải trả lời đúng cái đáp án bên đây chứ. Giống như bên đây là nãy nó đi giả ngoài. Ok rồi rồi. Bây giờ là thôi, nhưng phải trả lời đúng chứ. Cái nút trên cái điều khiển có thể là điều khiển tủ lạnh, ủa lộn, máy lạnh, điều khiển tivi. Bạn nói là bất có thể là phải chỉ là một câu thôi. Em tivi gì cái máy lạnh nha. Anh mình mỗi người đá. Thôi giờ 5, 4, 3, 15 giây. Rồi 15. Cái nút nằm trên cái đầu mod. Nút nằm trên cái chai, nút nằm trên này. Cái đầu bấm. Ra, đáp án anh. Cái gì? À, như cái đội này không có hòa thuận sao? Thực ra là mọi người suy luận cũng đúng. Nhưng mà đáp án của tôi là nút play. Vui không? Bất ngờ lắm. Ủa không tin luôn, câu hỏi vui. Là nút play là nút nằm trên bàn phím đúng không? Ok. Câu hỏi cười bế bụng. Câu hỏi cười chết luôn chị. Rồi tiếp nào. Quên mẹ. Salim muốn Tuấn Trần không ngủ 3 ngày thì gọi là gì? Salim gì? Muốn Tuấn Trần không ngủ 3 ngày thì gọi là gì? 5 Một sinh nhân mất ngủ. 13 12 mất ngủ. 11 Tài đẹp. Tuấn Trần không muốn Salim không muốn Tuấn Trần ngủ 3 ngày. Sáu tứ năm đồng cặp frozen đi. Thành đâu có trả lời đâu. Ba hai một. Là gì? Sao mình không muốn Trần ngủ 3 ngày? Nhắn trả lời nhắn. Tự nhiên điểm xong cái ngồi đợi. Bây giờ là không có trả lời nữa. Sao đi muốn Tuấn Trần không ngủ 3 ngày gọi là thử thách. Thì đúng rồi, giống như chị này là tôi thử thách không ngủ 3 ngày là thử thách đúng không? Một câu trả lời cười bế bụng bầu luôn á. Cười á mọi người, cười cho một cái like. Cười like. Rồi rồi, nó đọc tiếng kìa. Chương trình đưa mấy câu hỏi cho dễ bị chửi. Người Hàn Quốc thường làm gì vào đêm giao thừa? 15 14 15 hả? Đón năm mới 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 chơi gì? Ngủ. Đáp án là chọn mép luôn. À, cười chết. Ủa cái đó là tục lệ của người Hàn Quốc là mới lắm mà. Nghe muốn đi Hàn Quốc. Giờ là ba đèo đúng chưa? Ba đèo rồi nha. Ba đèo rồi đó. Giấu gì dành cho những người thất tình? Chị nghi quá. Rồi, giấu trong hết. Sao bé? Ủa mình đem về chưa? Mình chưa đem. Tổ thất tình là giấu trong hết đúng rồi. 10 9 9 8 7 6 giấu 10. Giấu 10 đúng không? Những khán giả bên ngoài
bài hoặc là những gì quần chúng chúng ta không nên nhắc cho những người của chúng tôi để cuộc thi chúng ta công bằng nha mọi người. Đâu biết mà giống rồi đó tiếp đi. Thì mình đang 4-3 rồi đó. Đó là bị giẫm kìa. Có nổi cho mấy con hỏi quên mẹ có trả lời. Hãy chị hỏi một cái chuyện. Con cua con tôm con nào nhiều chân hơn? Tôi thôi. Hỏi rồi. Chị nãy giờ hỏi rồi trả lời đúng vậy chị. Ủa hả có gì đó? Rồi đó rồi. Bị chơi thì thua quá tiếc sản. Ủa? Đây là con cua nha. Lúc nãy con cua con tôm con nhện. Đây là con cua con tôm. Con nào nhiều chân hơn? Con cua con tôm con nhiều. Con nào nhiều chân hơn? Hai con hả? Con tôm. Hai. Nào một câu trả lời nữa. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 1, 2, 1, 0, hết rồi. Không, không là hết. Hai con bằng chân nhau. Nhưng mà hết giờ mất rồi. Ôi cho anh chen cái sợ đếm gọi là đếm. Là hai con chân tôm bằng, là hai con chân bằng nhau đúng không? Ờ, nhưng mà hết giờ rồi. Không có nhiều con nó bị bờ đầu biến dữ rồi. Nó nhiều nó ờ. Đâu phải con nào cũng còn nguyên dạng. Đúng không mọi người? Tiếp tôi quay nữa. Không chấp nhận, không chấp nhận được câu hỏi. Bà ngoại nhốt vô ngoại khóa nữa giờ. Cây thanh long có hột hay không? Không. Thanh long màu gì? Không. Không hột. Trả lời hả? Bé. Cây thanh long. Cây mà. Thì cây thanh long. Là cây thông lăng. Đúng không? Cây thông lăng có hột không? Nó có. Không tin được. Mọi người ơi. Tại vì cây thông lăng. Mình đang nhớ là cây thanh long đâu được đâu, là nó đố chữ đó. Trái thanh long có hột hay không? Và hột nó màu gì? Nó có hai đáp án. Không có chương trình nào mà em trả lời là gì? Câu cuối cùng. Không đi, em trả lời không đi. Trả lời có. Có và hộp nó màu gì? Hộp nó màu gì? Hộp nó màu gì? Màu đen chứ màu gì? Màu đen. Chính xác. Nhưng câu hỏi đó chỉ là câu hỏi chính thôi. Để chúng ta bắt đầu vào câu hỏi chính. Vậy cái thanh long không có hạt, ruột nó màu gì? Chị nghĩ đi. Cây thanh long không có hạt, cái ruột nó màu gì? Cây long nó không có. Phải đi. Bây giờ cái là màu trắng này, cái là màu đỏ hết. Màu đỏ hồng, sao mình nó hai lại thôi. Đi ra ngoài mà nhắc quái. Mày cứ ta thua mày nhắc quái. Năm. Màu trắng. Màu trắng sai. Một. Đắt đầu là cái gì? Là không rõ. Không, bắt đầu là không. Không hột. Không được. Không có hột mà, không có hột thì sẽ không có hột. Đúng không? Hỏi hột màu gì mà đúng không? Rồi sao nói được rồi, không có được sao rồi? Là... Đỡ thông thanh long giả hay sao? Không. Đúng rồi. Đưa ra cái trả lời đi. Sai. Cây thanh long nào cũng có hột. Ê bà đang hỏi tôi là cây thanh long cái ruột bà màu gì nha bà. Thì cái thanh long nào cũng có hột. Chương trình đưa mấy gọi trả lời người ta muốn giải cho bà. Trời ơi. Đây là lần thứ hai mà tôi quay chương trình này rồi. Giờ tôi cảm thấy là bất mãn với những câu hỏi của chương trình đưa ra. Bây giờ nè, ha, còn một câu hỏi cuối cùng rồi. Chị kia đâu? Ngồi xuống đây. Rồi chị đại diện gia đình chị hỏi đi. Không, em hỏi đi. Câu đó chị phải hỏi, em không hỏi được. Hỏi đi. Mạnh mẽ lên, đeo la mai. Ừ, thôi hỏi đi. Chị Mai có hai con chó. Một con chó đen tên Trắng. Một con chó trắng tên Em. Chị Mai cầm cái banh chọi lên. Kêu, lụm lại. Thì đố mọi người, hai con chó nào nó sẽ lụm cái banh lại? Con Mai là chị. Phải diễn đúng cái nét em không biết nha. Tên đen tên trắng. Tên trắng tên đen. Tên đen. Chị Mai kêu là, ê lụm cái banh lại đây. Hỏi nhặt con mà lụm lại. Mới ăn bữa. Hai con được lụm lại. Chương trình du lịch kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị vào số khác. Và chắc chắn số khác tôi không tham gia. Cỡ cái chương trình này ghê. Trời.